máy móc rãnh này, chạy được lưỡi 80 mini này, lưỡi dày thì dày, chắc dày được nhiều hơn. Còn đâu độ rộng của nó thì phi của nó là 80 mini nhá. Đây, 80 mini này. Cũng 750W này, 15.000 vòng trên phút này. Đó. Điện 100V á. Tốc độ cao. Con này mất cái hút bụi nhá. Tất cả bộ phận của nó còn rất đẹp. Mất cái hút bụi rồi, chạy rất êm. Mất một cái lắp chụp ở đây nữa nha. Đó, bán 500k nha. Còn khá là đẹp đấy. Máy móc rãnh ấy, chuyên móc rãnh. Rồi, xin chào anh em nha.